giáo hoàng John giáo hoàng John Paul II đã góp phần vào sự sụp đổ của Liên Xô như thế nào? À, khi mà giáo hoàng John Paul II hôn đất tại sân bay Warsaw ở Ba Lan vào ngày 2 tháng 6 năm 1979 thì ông đã bắt đầu quá trình mà theo đó chủ nghĩa cộng sản ở Ba Lan rồi cuối cùng là ở khắp mọi nơi sẽ kết thúc đó, đây là cái lời của giáo sư lịch sử John Lewis Gaddis. Giáo hoàng John Paul II đã góp phần vào sự sụp đổ của chủ nghĩa Cộng sản Liên Xô như thế nào? Ông ta về thăm nước Cộng sản Ba Lan là quê của ông đó, kích động hàng chục triệu người công giáo cuồng tín lật đổ chính quyền Cộng sản Ba Lan. Ai đã làm sụp đổ Liên Xô và Đông Âu? Nhà nước Cộng sản Ba Lan đã mắc sai lầm to lớn dẫn đến sự sụp đổ của Ba Lan, Đông Âu và Liên Xô khi nhà nước Ba Lan cho ông giáo hoàng về thăm Ba Lan kích động hàng chục triệu con chiên cuồng đứng lên lật đổ chính quyền Cộng sản Ba Lan. Thế rồi, Ba Lan để Vatican can thiệp cài cấm người leo cao trèo sâu vào bộ máy chính quyền Ba Lan. Ba Lan nhượng bộ quá nhiều dẫn tới sụp đổ vì Vatican. Trong cái cuốn Chiến tranh lạnh, một lịch sử mới Sử gia Gaddis viết rằng khi đức giáo hoàng John Paul II hôn đất tại sân bay Warsaw vào ngày 2 tháng 6 năm 1979, ông đã bắt đầu quá trình mà theo đó chủ nghĩa cộng sản ở Ba Lan và cuối cùng là ở khắp mọi nơi sẽ kết thúc. Đám đông khổng lồ đã đến nghe ông và hàng triệu người khác đã nghe những lời của ông trên truyền hình trong suốt bài giảng của ông giáo hoàng tại quảng trường chiến thắng ở Warsaw vào ngày 2 tháng 6 năm 1979 đám đông đã đáp lại một cách nhịp nhàng rằng chúng tôi muốn có Chúa chúng tôi muốn Chúa chúng tôi muốn Chúa trong gia đình của chúng tôi chúng tôi muốn Chúa trong trường học chúng tôi muốn Chúa trong sách vở chúng tôi muốn Chúa ơi chúng con muốn Chúa thầy Wigel ghi lại trong Witness to Hope, 7 giờ sau khi ông ấy đến, một sự thật quan trọng đã được làm sáng tỏ qua phản ứng của hàng triệu người Ba Lan đối với việc truyền giáo của John Paul. Ba Lan không phải là một nước cộng sản, Ba Lan là một quốc gia công giáo bị gánh nặng bởi một nhà nước cộng sản. Đó là giáo hoàng đã nhồi sọ mọi xấu xa thuộc về cộng sản, che giấu những tội ác tày trời mà công giáo đã gây ra cho nhân loại. Quay viết Công đoàn đoàn kết Ba Lan đã ra đời sau đó tổ chức đóng vai trò then chốt trong việc cuối cùng đánh bại chế độ ở Warsaw. Cuộc hành hương tiếp theo của giáo hoàng tới Ba Lan vào năm 1983 đã giúp duy trì cuộc cách mạng và lần thứ ba vào nào? vào tháng 6 năm 1987 nhằm chuẩn bị nền tảng cho thắng lợi của cách mạng và xác định những vấn đề cơ bản mà nước Ba Lan tự do trong tương lai. Cách mạng này là cách mạng tháo ngược, đó, tháo ngược trở về Thiên Chúa đó. Tại quê hương của giáo hoàng, chính phủ đã công nhận công đoàn đoàn kết một cách hợp pháp giữa cơn điên cuồng này vào ngày 1 tháng 12 năm 1989. Gorbachev đến thăm giáo hoàng John Paul II tại Vatican. Bây giờ ôn lại chúng ta thấy sợ chưa? Wego tin rằng chuyến thăm là một hành động đầu hàng. Lá cờ hạ xuống. Nhiều nước Cộng hòa thuộc Liên Xô như Estonia và Lithuania đã tuyên bố độc lập khỏi liên minh. Liên minh này là liên minh Soviet á. Vào tháng 8 năm 1991, những người theo đường lối cộng sản cứng rắn và giới tinh hoa quân sự thất vọng trước các biện pháp cải cách thất bại của Gorbachev đã cố gắng lật đổ ông ta. Gorbachev sống sót sau cuộc đảo chính và John Paul II đã viết thư cho ông, bày tỏ hy vọng rằng ông sẽ có thể tiếp tục nhiệm vụ to lớn của mình là là đổi mới vật chất và tinh thần của Liên Xô đó là cái lời của ông John Paul đó ông bảo là ông jo Gorbachev là nhiệm vụ to lớn của ông á là đổi mới vật chất và tinh thần của Liên Xô nhưng ngày hôm sau Gorbachev từ chức tổng bí thư đảng cộng sản Liên Xô đây đây là cái hình họ hạ cái lá cờ Liên Xô xuống ngày 25 tháng 12 năm 1991 Gorbachev từ chức và chuyển giao quyền lực tổng thống cho Boris Yeltsin Tối hôm đó, lúc 7 giờ 32 tối, biểu ngữ đỏ của Liên Xô được hạ xuống khỏi điện <laughs> Kremlin lần cuối cùng và thay thế bằng lá cờ ba màu của Nga. Đức John Paul II không bao giờ rời mắt khỏi Thiên Chúa. Ông ấy quỳ gối thách thức chủ nghĩa Cộng sản và cầu nguyện với Chúa. Ý Ngài được nên. Ông có cầu nguyện như thế đó. Xin là xin theo ý của Chúa đó. Sử gia Gaddis tin rằng trong khi các hình thức quyền lực vật chất mà Hoa Kỳ và Liên Xô nắm giữ Chẳng hạn như là sức mạnh quân sự của họ bắt đầu mất hiệu lực vào đầu những năm 1980 Thì quyền lực thực sự lại thuộc về các nhà lãnh đạo như John Paul II Là giáo hoàng đó, giáo hoàng John Paul II Người làm chủ những thứ vô hình, những phẩm chất như là lòng dũng cảm, tài hùng biện, trí tưởng tượng lòng quyết tâm và niềm tin cho phép họ phơi bày sự khác biệt giữa những gì mọi người tin tưởng và hệ thống mà chiến tranh lạnh buộc họ phải sống. Đây là cái bản tin gốc bằng tiếng Anh. Xin tạm ngưng. Nước ta đang bị Vatican cài cắm mua chuộc rất nhiều vị trí chiến lược của đảng như là bộ giáo dục, báo chí, viện lịch sử, tuyên giáo vân vân. Vậy thì nước ta mời Giáo hoàng sang thăm để làm gì? hay là mang lại tai họa cho dân tộc